Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con. Lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối. Lời Chúa là tình nồng sưởi ấm tim con. Lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngàn thánh ân. Kính chào anh chị em. Chúng ta bắt đầu câu chuyện tâm linh số thứ 3. Hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề tà linh. Một vấn đề mà đối với những người xem đời sống tâm linh là quan trọng thì đó là chuyện đương nhiên. Còn đối với những người bảo rằng cuộc sống con người của chúng ta vật chất là quan trọng nhất, vật chất quyết định ý thức, tức là vô thần, thì vấn đề tà linh đôi khi sẽ được chụp ngay một cái mũ, đó là mê tín dị đoan. Và như vậy thì sẽ đi đến hàng loạt những vấn đề bế tắc. Trong giáo lý Phật giáo chẳng hạn như vậy, thì như bữa đầu tiên đã nói về cái sống đạo sống đời đó, thì giáo lý Phật giáo thì dạy rằng mọi chúng sanh thì đều có Phật tánh, nên ngay ông trời thì cũng là một chúng sanh, thì như vậy cũng cần phải một cái tiến trình tiến hóa theo một cái cách sinh bình lão tử theo kiểu nào đó. Và ngạ quỷ ma quỷ cũng vậy, một cách nào đó cũng là một chúng sanh. Sau khi sống ở cái kiếp này mình sống không đàng hoàng, sống không đạo đức, thì mình có thể sang một kiếp khác, mình đầu thai sang một cái kiếp hết run dế chuột cóc nhái, thì có thể trở thành quỷ, ác quỷ chẳng như vậy. Và vẫn phải tu tập trong cái kiếp đó để mình có thể được tái sinh, được hồi sinh trở ra một cái kiếp khác. Cái kiếp người là một cái kiếp cao, và kiếp người tu hành là một kiếp cao hơn. Và khi thoát ra được khỏi cái vòng luân hồi của kiếp thì lúc đó thành Phật, tức là vào được Niết Bàn. Đó là giáo lý của Phật giáo. Còn trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam của mình á, thì vấn đề tà linh là một vấn đề lớn. Mà trong những ngày giáp Tết tới đây đó, thì chúng ta nhớ lại cái ngày xưa của ông bà tổ tiên chúng ta, chắc cũng không cần xưa lắm đâu, độ khoảng 40 năm trở về trước thôi. Là không biết ở ngoài Bắc thế nào, nhưng chúng tôi ở trong Nam, ở Sài Gòn đó, thì chúng tôi nhớ là cái Tết năm 75 đó, thì nhà chúng tôi vẫn còn làm cây nêu ngày Tết. Cây nêu đơn giản, tức là người ta dùng một cây tre thật là dài, rồi ở trên cái ngọn tre đó thì người ta buộc một cái tua băng màu đỏ, cơ màu đỏ. Thì đó là một cái câu chuyện cổ tích về vấn đề trừ tà, hay nói đúng hơn là một cuộc chiến đấu của thần lành và thần ác, bảo vệ con người, giành lại thế giới con người. Cái câu chuyện cây nêu ngày Tết đó, người ta kể như thế này, tức là có một cái thời mà quỷ ma nó chiếm được hết trái đất này, nó khống chế con người, và con người lầm than với ách thống trị của ma quỷ. Và một vị thần lành trong chuyện Việt Nam thì gọi là ông Bụt, có chỗ khác thì dùng nhà sư. Nhưng thật ra như đã nói, trong văn hóa Phật giáo thì không có chuyện thần tiên, không có chuyện thần tiên. Nên có lẽ đó là cái cách dùng từ ngữ muộn thời thôi, chứ có thể ban đầu có thể đơn giản là ông tiên đối thoại với con quỷ, và ông bảo rằng là nếu mà con quỷ dám nhường cho ông một cái mảnh đất nhỏ thôi, nó hỏi là miếng đất bao nhiêu thì vừa,
thì ông mới bảo rằng là chỉ cần mặc cái áo của tôi, thì trong vòng nửa ngày thôi thì tôi sẽ lấy lại toàn bộ trái đất thuộc về chúng tôi, còn ma quỷ sẽ không còn đất trên nhân loại này nữa. Con quỷ nó không có tin, nó đồng ý với ông rằng là nó cho ông một miếng đất bằng cái áo. Thế là ông kêu gọi dân làng bắt đầu chặt tre, đốn tre và bắt đầu ráp tre, sáp nhập thành một cây tre thật là cao. Trên đỉnh đầu thì treo cái áo, và khi cái ngọn tre được dâng lên cao gần mặt trời, và khi ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất thì đi qua cái áo, và như thể nguyên một cái bóng của cái áo phủ kín lên trên đất. Và như ma quỷ nó đã hứa là nếu mà cái phần cái áo nó đã trao cho ông tiên này rồi thì nó không có chiếm nữa, thì cái phần mặt trời lên càng cao thì cái áo càng chiếu rộng lên mặt đất, và cuối cùng là toàn trái đất này được mặt trời che phủ bởi cái bóng của cái áo, khiến cho ma quỷ bỏ chạy, không còn đất sống. Và ông bà mình mới dùng cây nêu ngày Tết để lưu ý rằng ngay từ đầu năm là từng gia đình là không có nuôi quỷ, từng gia đình là đuổi quỷ, không cho quỷ vào. Và ít nhất cây nêu của nhà mình là nó phủ bóng, rồi phủ cái bóng bảo vệ nhà, khiến cho ma quỷ không thể xâm nhập được. Hoặc là trong câu chuyện tuần trước khi chúng ta nói về Lộc Xuân thì chúng ta cũng được nhắc đến câu chuyện cái nguồn gốc của lì xì, đó là những vị tiên trở thành cái đồng tiền để nhờ cái đồng tiền mà đứa bé đeo, chứ không phải để kinh doanh buôn bán, đeo như là một cái vật hộ thân á. Khi ma quỷ nó tấn công thì các vị tiên thánh ở trong cái đồng tiền đó sẽ đánh ma quỷ, đánh ác thần để bảo vệ đứa bé. Như vậy chúng ta thấy rằng là trong cái tín ngưỡng dân gian Việt Nam của mình, vấn đề trừ tà là một vấn đề lớn, và đặc biệt dịp Tết lại là một cái dịp mà chúng ta thấy rõ vấn đề trừ tà trở nên quan trọng. Ngoài cái dịp Tết ra đó, thì trong văn hóa Việt Nam của mình thì cũng còn có những cái nghi thức trừ tà khác. Ví dụ như khi người chết thì chúng ta để ý những cái nhà mà có cánh cửa bằng gỗ thì họ sẽ đóng ngay cái thanh chéo, đóng ngay cái thanh chéo để vừa cửa mở không được, nhưng mà cũng là cái dấu hiệu bảo rằng là cái nhà, cái cửa này đóng cấm, không cho quỷ vô. Rồi những cái nhà mà xài cửa kính, tức là mãi hiện đại sau này, thì họ dùng vôi trắng, sơn trắng, họ cũng gạch chéo, cũng gạch chéo. Tức là cái dấu hiệu bảo rằng là cái nhà này ma quỷ bị cấm, không được vào. Và nhưng mà họ cũng bối rối là bởi vì cái người chết á, một cách nào đó là thay ma, nên ma nó đến nó mang đi. Thì chúng ta để ý ở các cái nhà bên lương á, thì ở dưới cái hòm á, họ có đốt một cái đĩa. Bây giờ thì họ hay đốt bằng một cái đĩa dầu dừa, ngày xưa thì người ta đốt bằng một cái đĩa than, một cái đĩa than. Thực ra đứng về mặt khoa học thì người ta bảo rằng đó là đốt đi những cái hơi của người chết thoát ra, bởi vì cái hòm không đủ kín để cho những người viếng nó không có bị cái xài, không bị cái hơi người chết mà lặn và dẫn đến bệnh. Còn về mặt tâm linh thì người ta chú ý là cái đó là một cái nơi để xua trừ ma quỷ, bởi vì cái hòn than nó đỏ lên thì ma quỷ sợ, đuổi ma quỷ. Rồi khi mà mang cái áo quan, tức là mang cái thi hài đó ra khỏi nhà rồi, thì người ta đập cái đĩa, đập cái gì mà để được các hòn than đó, đập bể đi, tức là để loại trừ và xua đuổi hoàn toàn ác thần ra khỏi nhà. À, như vậy thì chúng ta thấy trong văn hóa Việt Nam mình về cái biểu hiện trừ tà đó là nó có từ rất là lâu rồi, không có mới nữa. Bây giờ thì chúng ta vào cái bối cảnh hiện đại hơn một chút xíu. Có những người đặt câu hỏi với tôi
Thứ nhất là cái câu hỏi mà lúc đầu đầu giờ chúng ta đã nói với nhau đó, có một số người bảo rằng là bây giờ đó là con bị một cái âm hồn đi theo ở một cái kiếp nào đó, âm hồn nó đúng ra phải là vợ của con, là chồng của con, mà cuối cùng là cái âm hồn đó vì lý do nào đó chết chiếc nên không thể là vợ là chồng của con được, đến bây giờ kiếp này họ đi theo con. Hoặc là một cái âm hồn nào đó chết ở một cái nghĩa địa, chết ở một cái mảnh đất mà sau này nhà mình mua lại, mình làm nhà lên mà không biết. Rồi trong quá trình sống trong cái nhà đó, một lúc nào đó mình chạm đến một cái thời khắc, một cái tương giao đặc biệt nào đó, thì cái người đó với cái âm hồn nó gặp nhau và âm hồn nó bắt đầu đi theo cái người đó. Thì đó là một vấn đề mà hiện nay là nhiều người hay nêu ra, nhất là các cô gái trẻ, mà cũng không phải trẻ đâu, có nhiều cô đã trên 30 rồi mà cũng không có lấy chồng được, nó cũng hay bị các thầy bói nói như vậy. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề một số người có người thân yêu qua đời, thấy rằng trong những ngày mà họ mới qua đời đó, mới chôn hoặc là mới thiêu xong, mới hỏa táng xong đó, thì thấy người đó về xuất hiện ở giường, ở cuối giường, ở đầu giường, bên cạnh giường, như muốn nói gì đó. Rồi có những người phụ nữ do một quá trình sống của mình nó có một vài cái vấn đề trục trặc bất trắc, đã phá thai, thì bây giờ thấy cái thai của mình là những đứa con nó lớn lên, cứ mỗi năm nó lớn lên một chút xíu, cái ngày sinh nhật nó thì nó xuất hiện ở cái đầu giường đó, nó đứng nó gọi mẹ. Và vấn đề đó làm cho nhiều người bất an và gặp khó khăn. Rồi trường thứ ba là một số người được gia đình bảo là bị quỷ ám, là bởi vì họ có những dấu hiệu như thần kinh vậy đó, nhưng mà sau khi đi các bệnh viện tâm thần thì không có chữa hết, và họ hay có những cái hành động, lời nói nó gần với vấn đề tâm linh, nên người nhà cho rằng đó là những người bị quỷ ám. Không biết còn trường hợp nào không, nhưng mà ít nhất là gần đây chúng tôi thấy có ba trường hợp như vậy mà hay nêu lên vấn đề của chúng tôi và đến để xin chúng tôi cũng chia sẻ, cầu nguyện cũng như trợ giúp một cách nào đó. Thì trong ba trường hợp đó thì bây giờ chúng tôi xin được nói ngay, trong cái quan niệm tín ngưỡng dân gian Việt Nam của mình thì chúng ta phải phân biệt được hai cái khái niệm. Thứ nhất là ác quỷ, tà thần, và cái thứ hai là ma, thây ma, sát ma. Thây ma, sát ma tức là một người thân yêu của mình chết, hoặc một người trong làng, trong xóm, trong đất nước mình chết, và cái xác của họ đó gọi là thây ma, sát ma. Và trong quan niệm dân gian của Việt Nam mình đó, thì họ sẽ phiêu bạt như là một cái bóng ma không có điểm tựa cho đến ngày mở cửa mã, tức là sau 3 ngày đó thì họ mới được đưa đi một thế giới khác với sự trợ giúp của thần linh và chú gà con, thường là chú gà ác. Hoặc là trong Phật giáo đó, thì họ có cúng 49 ngày, tức là thất tuần. Thì trong quan niệm cũng không phải là Phật giáo nguyên thủy đâu, có lẽ là Phật giáo đại thừa thôi. Thì họ quan niệm rằng là trong 49 ngày đó, thì cái ma, tức là người chết đó, người của gia đình đó, vẫn còn quanh quẩn ở trong nhà và người thân trong gia đình. Và như vậy trong vòng 49 ngày đó họ vẫn cúng cơm. Rồi sau đó thì họ có một cái ngày, cái một cái nghi lễ cúng lớn, cúng 49 ngày, cúng thất tuần. Thì sau đó thì cái người chết, cái thây ma, cái sắc ma của gia đình là coi như hết. Như vậy thì trong quan niệm dân gian Việt Nam hoặc là có một chút xíu Phật giáo đó, thì cái ma đó không phải là yếu tố ác, ma không phải là xấu, mà là người thân của mình trong một tình trạng khác, trong một cái tình trạng khác. Và có một thời hạn
sống với mình như thể rằng là cố gắng kéo dài cái gọi là cái thời dương nó còn lại để trước khi đi vào cái thời âm vĩnh viễn của cái cõi chết. Đó là cái quan niệm dân gian. Rồi quan niệm thứ hai là quan niệm ác thần, ma quỷ. Tại vì có chữ ma nên mình lại nhầm lẫn. Thật ra là quỷ, tức là một thế lực ác chống lại thế lực thiện và chọn con người làm đối tượng trung tâm để tấn công. Và trong cái nhìn của văn hóa bản địa Việt Nam thì ác thần quan niệm rằng nếu chiếm được con người thì là chiến thắng thần thiện, thần lành. Nên con người luôn luôn là đối tượng để ác thần xâm chiếm. Đó là cái quan niệm của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Còn trong quan niệm của Công giáo thì phải nói rằng là trong Công giáo có nói đến ý niệm tưởng là ma khi Chúa Giêsu sống lại. Một số tông đồ nhận ra Chúa nhưng một số vẫn sợ, vẫn tưởng là ma. Như vậy là chúng ta thấy là cái ý niệm ma là một cái người thân yêu ấy, có vẻ cũng có trong cái truyền thống của người Do Thái. Còn riêng về Công giáo đó thì không có nói đến chuyện ma mà chỉ nói đến chuyện quỷ, tức là thế lực của ác thần, thần dữ trở nên một cái tình trạng làm cho con người ta đau khổ, tội lỗi và chết chóc. Trong cái thần dữ, trong quan niệm của người Công giáo đó, thì chúng ta thấy là ít nhất là có ba cái chỗ nói rõ. Cái chỗ thứ nhất là ở trong vườn địa đàng, khi Thiên Chúa bảo với Adam và Eva rằng mọi cây cỏ, mọi cây cối, mọi thực phẩm các ngươi được ăn, nhưng riêng cái cây ở giữa vườn, cây biết lành biết dữ thì các ngươi đừng có ăn. Đó là lời của Thiên Chúa như là một cái sự hướng dẫn sống tốt lành cho con người. Nhưng sau đó tức khắc ma quỷ xuất hiện. Ma quỷ xuất hiện đó, nó bảo với con người rằng là sở dĩ Thiên Chúa bảo ông bà không có ăn cái trái cây biết lành biết dữ đó là vì Thiên Chúa ích kỷ, là Thiên Chúa xấu, Thiên Chúa không có yêu ông bà hết lòng. Bởi vì ăn cái cây đó ông bà không có chết, ăn đi. Và thế là con người nghe theo ma quỷ và ăn. Ở đây chúng ta thấy ma quỷ được xuất hiện dưới hình của một con rắn, dưới hình của một con rắn. Con rắn là thụ tạo của Chúa, con rắn là thụ tạo của Chúa. Và con rắn đó nó đã để cho ma quỷ xâm chiếm và dùng nó để cám dỗ con người. Hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan xong, sau 40 ngày ăn chay trong sa mạc thì Ngài bắt đầu chịu ma quỷ cám dỗ. Tin mừng Mát-thêu đó thì nói là tên cám dỗ, không hề nói là ma quỷ. Marco và Luca thì nói ma quỷ, nhưng mà tin mừng Mát-thêu thì nói là tên cám dỗ. Tức là có một con người nào đó bị ma quỷ chiếm hữu, ma quỷ thuần hóa được và ma quỷ điều khiển người đó để cám dỗ Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta thấy là hồi nãy ở cái vườn địa đàng là con rắn là một thuộc tạo của Chúa bị ma quỷ thuần hóa để sử dụng cái thuộc tạo của Thiên Chúa đó tấn công con người. Còn bây giờ thì chúng ta thấy là ma quỷ nó đã thuần hóa được một con người để cám dỗ Thiên Chúa, cám dỗ Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Và như vậy chúng ta thấy là ma quỷ là một sức mạnh, là một ác thần, nó có thể thuần hóa thuộc tạo của Thiên Chúa để điều khiển theo ý nó. Rồi hình ảnh thứ ba đó là trong vườn Gethsemane, tức là vườn cây dầu, đứng trước điều mà sẽ đến, đó là
Chúa Giêsu sẽ bị người ta bắt và đóng đinh trên thập giá. Thì lúc đó Chúa Giêsu được Kinh Thánh mô tả ở cả bốn phúc âm rằng Ngài quằn quại với cái kế hoạch của Thiên Chúa là Ngài sẽ đi đến cùng cái kiếp người, cái thân phận con người. Thì lúc đó có một cám dỗ lớn trong cái lời cầu nguyện của Ngài đó là: lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con thoát khỏi chén này. Và sau đó Ngài cầu nguyện tiếp: nhưng đừng theo ý con mà theo ý Cha. Ở đây chúng ta lại thấy có một cái chi tiết, đó là ý con khác ý Cha, ý của con người khác ý Thiên Chúa. Trong khi ngay từ ban đầu không có ý con người, chỉ có ý Thiên Chúa thôi, Thiên Chúa dựng nên con người mà, bây giờ lại xuất hiện cái ý con người. Vậy ý đó đâu ra? Cái ý đó con người nghe theo ác thần, nghe theo ma quỷ. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng ngay Thiên Chúa làm người cũng bị cám dỗ, chỉ khác chúng ta cái đó là Ngài không bị sa ngã mà thôi. Và ở đây chúng ta lại thấy rằng là ma quỷ nó đủ sức lẫn trong cuộc đời của con người như thế nào đó, đến mức độ con người thấy ý của ma quỷ là ý của mình, ý của ma quỷ là ý của mình. Chúng ta mới thấy như vậy là cái sự tấn công đi từng bước của quỷ, của ác thần trong thế gian là rất là mạnh, rất là lớn, rất là căn bản, chứ không phải hồi hộp bên ngoài. Từ cái nền tảng đó đó cho chúng ta thấy rằng là ai trong chúng ta cũng có thể bị ma quỷ tấn công như là một cơn cám dỗ, tấn công như thể chiếm lấy chúng ta, sử dụng chúng ta, cám dỗ người khác, tấn công lại người khác. Và thậm chí nó sẽ ẩn bên trong chúng ta, làm cho chúng ta ngộ nhận rằng ý của ma quỷ là ý của mình, và mình đau khổ vì ý của ma quỷ không được thực hiện mà chỉ có ý Chúa được thực hiện. Rằng lúc đó chúng ta sẽ chống lại ý Chúa, nhân danh ý chúng ta, nhưng bản chất là ý của ma quỷ. Như vậy chúng ta thấy rằng cái vấn đề ma quỷ trong thế giới ngày hôm nay nó không đơn giản xuất hiện như ba cái trường hợp mà chúng ta vừa nêu, như là một cái hồn nó đi theo đòi cưới một người, như là một cái người bị quỷ ám, hoặc là như là một cái người chết của mình xuất hiện. Không đơn giản như vậy. Bây giờ chúng ta đi vô từng trường hợp, chúng ta sẽ chụp trường hợp thứ ba trước. Đó là trường hợp khi một người thân yêu của mình chết, mình thấy cái người đó về ở đầu giường, ở trên giường, ở bên cạnh giường, đứng lặng lẽ bên mình, không nói được gì cả, như kiểu vang lên mình một điều gì đó. Cái điều đó có không? Đứng về mặt tâm lý thì cái điều đó có thể có. Đó là cái ký ức yêu thương và ký ức lỗi lầm. Yêu thương tức là mình quá thương người đó, mình nhớ về người đó. Không chỉ trong mơ mà trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, chúng ta mường tượng về người đó và hình bóng người đó trở nên cụ thể trước mặt chúng ta. Nhưng đó thật ra là trong trí chúng ta, chứ bên ngoài không có. Mặc dù rất là cụ thể nhưng mà trong trí chúng ta, chứ không phải bên ngoài chúng ta. Đó là về gọi là cái ký ức yêu thương. Rồi ký ức tội lỗi có thể giữa người chết và chúng ta có một cái tội nào đó chung, hoặc giữa người chết và chúng ta có phạm một cái tội gì lớn lắm mà chỉ một mình người chết đó biết, hoặc ngược lại người chết đó phạm một cái tội gì lớn lắm mà chỉ có mình chúng ta mới biết. Và trong ký ức yêu thương và tội lỗi đó, cái chân dung người đó xuất hiện lại trọn vẹn với chúng ta. Thì trong trường hợp này chúng ta biết nó là một vấn đề hoàn toàn tâm lý, một vấn đề hoàn toàn tâm lý, chứ không phải là vấn đề có một cái bóng ma, có một cái hồn ma của người chết
xuất hiện. Và như vậy, đối với các chị em mà đã lỡ phá thai, mà cứ thấy là có những đứa trẻ cứ năm này nó nhỏ, năm sau lớn hơn một chút, dần dần nó lớn thành dạng thanh niên, nó vẫn đến với mình như vậy đó, thì cái đó bình thường thì phải hiểu rằng nó là xuất phát từ ký ức yêu thương, đau khổ và tội lỗi mà nó hình thành, chứ không phải là cái thực tế của tương quan thần linh. Không phải như vậy. Tại sao như vậy? Là bởi vì chính Chúa Giêsu đó, Ngài có đề cập đến cái chuyện này ở trong Tin Mừng Luca chương 19 đến câu 38 đó. Chúa Giêsu có nói đến cái câu chuyện ông phú hộ và anh Lazaro. Ông phú hộ là một người giàu có, yến tiệc linh đình, còn anh Lazaro là người nghèo xin ăn trước cửa nhà. Nhưng ông phú hộ quay mặt làm ngơ, khiến cho cái người nghèo đó chết đói. Và khi chết như vậy thì anh Lazaro lên thiên đàng. Và ông phú hộ một thời gian có lẽ ăn nhậu say xỉn nhiều quá rồi cũng chết. Thì ông phú hộ này xuống hỏa ngục. Và khi xuống hỏa ngục như vậy á, thì ông nhìn lên trên thiên đàng, ông thấy Lazaro đang ở trong thiên đàng. Và ông mới xin tổ phụ Abraham rằng hãy cho anh Lazaro về báo với những người anh em khác của ông đang còn sống, để họ ăn năn sám hối đi, để họ hoán cải đi, đừng có ăn chơi mà quên người nghèo, thiếu tình bác ái, để chết phải xuống hỏa ngục như ông thì đau khổ lắm. Thì lúc đó Chúa Giêsu kể rằng tổ phụ Abraham bảo Lazaro không cần về, bởi vì chúng đã có các thầy dạy là Môsê và các ngôn sứ rồi. Ông phú hộ bảo rằng họ không có tin theo Môsê, không có tin vào các ngôn sứ. Nhưng nếu có một người chết được hồi sinh, được trở về như anh Lazaro chẳng hạn như vậy, thì họ sẽ tin. Thì Chúa Giêsu bảo rằng nếu Môsê và lề luật mà họ còn không tin thì Lazaro trở về họ cũng không tin. Và Thiên Chúa không cho Lazaro trở về. Như vậy, cái người thân yêu của chúng ta đã chết, đã qua đời, không bao giờ được Chúa cho trở về để báo mộng, để nhắc nhở, để nhờ vả mình bất cứ điều gì. Nên đứng về mặt tâm linh, nếu cái điều đó có thì chúng ta có thể nâng lên một bậc nữa để hiểu. Đó là kinh nghiệm của Chúa Giêsu phục sinh đối với những người Kitô hữu, những người tin vào Chúa Giêsu đó. Thì khi đón nhận bí tích thanh tẩy rửa tội thì họ trở nên chi thể mầu nhiệm của Chúa Kitô phục sinh. Nên ở đâu có Chúa Kitô phục sinh thì họ cũng ở đó. Mình là người sống đón nhận Chúa Kitô phục sinh thì mình đón nhận cả các chi thể của Chúa Kitô phục sinh. Thì trong đó có thể có Đức Mẹ, có các thánh, có những người thân yêu của mình đã qua đời trong lòng tin. Thì họ sẽ xuất hiện trong Chúa Kitô để đến với mình, chứ họ không xuất hiện như một bóng ma, không hề có. Còn nếu có một cái quả quyết rằng chắc chắn là có bóng ma, không thể là ký ức, không thể là ký ức đau thương, ký ức tội lỗi, thì chúng ta biết rằng đó là quỷ. Quỷ đóng vai người thân yêu của mình, quỷ đóng vai bố mình, mẹ mình, ông bà mình, con cái mình, người yêu của mình, chồng vợ mình, để nó chuẩn bị lừa mình vào trong một cái kế hoạch lớn lao của nó. Có nhiều người bảo rằng nếu ma quỷ làm sao nó kêu mình đọc kinh. Đó là cái khởi đầu thôi. Trong câu chuyện ở vườn địa đàng, khởi đầu nó cũng hỏi về Chúa,
nhưng mà không phải dẫn con người ta theo Chúa mà dẫn con người ta xa Chúa. Hoặc là ở trong sa mạc, ma quỷ dùng cả lời Chúa để cám dỗ Chúa Giêsu, nhưng không phải để dùng lời Chúa để dẫn người ta đến thờ phượng Chúa Giêsu, mà tìm cách kéo người ta ra cái việc gọi là chống lại Thiên Chúa. Đó là ma quỷ, ma quỷ. Như vậy là chúng ta thấy cái trường hợp mà người thân yêu của chúng ta qua đời rồi hiện về thì không có, không phải như vậy. Nếu ai thường xuyên có cảm giác đó thì hãy làm ngay hai việc này cho tôi. Việc thứ nhất là hãy cầu nguyện tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương con và yêu thương người thân yêu của con đã qua đời. Và giờ này đây, trong quyền năng yêu thương cứu độ của Chúa, con biết rằng Chúa đang tha thứ cho con, chữa lành cho con, đang tha thứ cho người thân yêu của con, chữa lành cho người thân yêu của con. Con tin rằng Chúa thương cái người chồng, người vợ, người con, người bố, người mẹ, người ông, người bà của con hơn con rất nhiều. Con tạ ơn Chúa. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, nếu mà anh chị em vẫn còn cảm thấy bối rối đó, thì anh chị em đi xin lễ cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho họ với lời cầu nguyện của dân thánh khắp nơi thì họ sẽ trở nên trọn vẹn hơn với Chúa Giêsu trong tư cách là chi thể mầu nhiệm của Ngài. Và ở đây chúng ta thấy là ngay những người bên lương chúng ta cũng có thể xin lễ cầu nguyện cho họ cũng được. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, đó là trường hợp những người mà chúng ta thấy biểu hiện có vẻ như điên điên khùng khùng, quát tháo, giật những cái biểu tượng tôn giáo, hoặc là có một vài cái ngôn ngữ nó gần với tâm linh, nó khiến cho chúng ta cảm thấy sợ như thể hình bóng của ma quỷ. Thì bình thường khi thấy cái hiện tượng đó thì chúng ta phải hiểu rằng là những người đó gần như là chắc chắn là có vấn đề liên quan đến thần kinh. Chúng ta không biết rõ là cái bệnh như thế nào, nhưng hầu hết và gần như chắc chắn là như vậy. Chúng ta phải khuyên họ đi vào một tiến trình trị liệu đúng liều lượng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ lâu dài, chứ không phải chỉ có dăm ba hôm rồi bỏ. Thậm chí có nhiều khi chúng ta phải chữa 3 tháng đến 6 tháng một cách kiên nhẫn, một cách kiên nhẫn. Còn nếu không thì là chúng ta sẽ không có giúp người hết bệnh, mà làm cho chúng ta ảo tưởng, chúng ta hoảng sợ vì cái chuyện tàn linh. Trong trường hợp thứ hai thì có một số trường hợp mà chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả là họ bị quỷ nhập thật chứ không phải vì tâm thần, như Chúa Giêsu trừ quỷ. Thì chúng ta phải hiểu rằng họ là những người đã kịch liệt chiến đấu với ma quỷ, nhưng cái cuộc chiến đấu của họ thất bại. Một trong những lý do thất bại đó là họ không có phó thác cho Chúa, không có đặt cuộc đời của mình vào trong lòng bàn tay Chúa, đặt cuộc đời của mình vào đồng tiền, đặt cuộc đời của mình vào danh vọng, đặt cuộc đời của mình vào một ai đó chứ không phải vào Chúa. Do vậy cái cuộc chiến đấu của họ thất bại, và lúc đó họ bị thuần hóa và ma quỷ bắt đầu dùng họ để đi đe dọa người khác, để đi khống chế người khác. Một cách nào đó chúng ta thấy họ là những người rất đáng thương chứ không có đáng sợ, mặc dù trong tương quan đôi khi cái hành động của họ có thể gây đổ máu, gây đau khổ cho người khác dưới hình thức bạo lực. Xin được nhắc lại, thường là tâm thần, chỉ một vài trường hợp ít đó là họ thật sự bị ma quỷ chiếm hữu. Mà nói ma quỷ chiếm hữu thì chúng ta nhớ rằng sức con người chúng ta không cách nào loại trừ được hết, sức con người chúng ta không đủ khả năng loại trừ,
phải là quyền năng của Đức Mêsia, của Đức Kitô thì mới loại trừ được ác thần. Vì chỉ chính Ngài và duy nhất Ngài là người được sinh ra bởi dòng giống phụ nữ và đạp chết đầu con rắn. Đạp chết đầu một mình Giê-xu Đức Chúa. Còn ngoài ra không có ai được hết. Và như vậy chúng ta không có cậy vào sức của mình được. Trong Matthew chương 10 đó, thì khi Chúa Giê-xu sai 12 môn đệ đi, Ngài có trao cho ông các ông cái năng quyền trừ quỷ. Nên ngày hôm nay trong hội thánh thì các năng quyền trừ quỷ nó thuộc về các đức giám mục chánh tòa, tức là các tông đồ, các đức giám mục chánh tòa thuộc các tông đồ. Ở các tòa giám mục đó, thì thường hay chọn một linh mục nào đó, đức giám mục chánh tòa ủy quyền cho linh mục đó cái năng quyền gọi là năng quyền trừ tà trừ quỷ. Thì khi trong giáo Phật nếu thực sự có ai mà bị ma nhập quỷ ám như vậy đó, thì sẽ đưa đến vị linh mục đó. Vị linh mục đó sẽ làm theo hướng dẫn mà mình đã được giao trách nhiệm để làm công việc trừ tà. Còn các linh mục khác không có năng quyền đó, không có được làm. Nên không phải là anh chị em thấy có người bị trừ, bị quỷ nhập là mang đến tôi là tôi được làm, không có. Không có được làm. Bởi vì mình không có năng quyền đó. Chúng ta nhớ cái kinh nghiệm trong một tông đồ đó. Một cái ông ba chớp ba nhán cũng nhân danh Chúa Giê-xu để trừ quỷ, mà không ở trong Chúa Giê-xu thật sự, thì ma quỷ nó vạch mặt, nó bảo rằng là Giê-xu Đức Chúa thì ta biết, ông Simon Phê-rô ta biết, ông Phao-lô ta biết, còn nhà ngươi là ai, là cái quân tội lỗi nó kẻ tội nó tùm lum, không có trừ được quỷ mà không bị kẻ tội. Trước năm 1975, thời Đức Tổng Giám Mục Phao-lô Nguyễn Văn Bình ở Sài Gòn đó, thì Ngài có trao cho cha Henry Bạch Văn Lộc dòng Chúa Cứu Thế cái năng quyền đó. Sau này thì có một lần tôi có gọi điện thoại lên tòa giám mục, tôi hỏi hiện nay ở Sài Gòn thì Đức Tổng trao năng quyền đó cho ai, thì cha thư ký văn phòng bảo rằng hiện nay thì không có, cha cứ giới thiệu cái trường hợp đó ra các cha xứ thì các ngài sẽ biết cách để xử lý, để giải quyết vấn đề, để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên chúng ta không có khả năng trừ quỷ theo cái năng quyền, nhưng chúng ta có thể và có quyền cầu nguyện xin Chúa Giê-xu trừ quỷ. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Giê-xu loại trừ quỷ ra khỏi người này. Và Chúa Giê-xu đã làm. Chúng tôi đã từng thấy, đã từng trải nghiệm chính Chúa Giê-xu ra tay loại thần ác, thần dữ ra khỏi người mà nó đã chiếm hữu. Còn trừ quỷ thì là chỉ có những người được ủy quyền năng quyền. Như vậy thì chúng ta thấy trường hợp thứ hai là như vậy. Có một cái kinh nghiệm nhỏ, mà kinh nghiệm này thì thật ra cũng khó dùng chứ không dễ, nhưng mà nó là đơn giản nhất. Làm sao để mình biệt phân chính xác cái người này là đang bị quỷ nhập chứ không phải tâm thần? Tất nhiên là sau khi điều trị lâu dài, tất nhiên là sau một thời gian lâu dài theo dõi đó, họ có những cái hành vi chống lại cái niềm tin một cách ý thức. Tôi lưu ý, dù họ bị quỷ nhập nhưng họ chống lại niềm tin một cách ý thức, chứ không phải một cách u ơ mờ mù mờ, không phải như vậy. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta lưu ý là Thánh Phaolô bảo trong thư thứ nhất Côrintô chương 12 câu 3 đó, không ai có thể tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Chúa mà
không bởi thần khí của Ngài. Tức là Đức Chúa Trong Thần. Như vậy, chúng ta hãy cầu nguyện xin ơn Chúa Thần đến với chúng ta, đến với người đó, và cùng với người đó tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Chúa. Nếu người đó tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Chúa một cách hồn nhiên, thì bình thường người đó là bị vấn đề thần kinh thôi, yếu thần kinh. Nhưng khi bắt đầu mình được càng này tánh thần, mình tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Chúa, thì ma quỷ bắt đầu phản ứng. Hai loại phản ứng. Phản thứ nhất là phản sợ hãi, chạy trốn. Thì chúng ta biết rằng Đức Giêsu Kitô ở nơi chúng ta đang tìm cách loại trừ nó. Hiệp thứ hai là chúng ta tôn Đức Giêsu Kitô là Chúa thì nó lấn tới. Thì lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta chưa ở trong thần khí để tôn Đức Giêsu Kitô là Chúa. Chúng ta chỉ mới tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Chúa theo lý thuyết, chứ không phải theo bản chất của thần khí. Thì chúng ta phải phân biệt được cái đó. Cái đó làm sao để phân biệt thì không biết được đâu. Trong hoàn cảnh đó thì chúng ta thấy rõ cái tương quan. Tự nhiên khi chúng ta tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Chúa mà quỷ nó cảm thấy rằng không có vấn đề gì hết, nó còn chỉ chúng ta thờ phượng Chúa không trong thần khí và sự thật, nó còn bảo là chúng ta giả dối, thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang ở ngoài thần khí. Chúng ta đang ở trong cái gọi tình trạng tham sân si nào đó, ham muốn nào đó, chứ không phải thờ phượng Chúa đích thực. Thờ phượng Chúa đích thực là trở nên thân mình mầu nhiệm của Chúa trên thập giá, đổ máu ra, chứ không phải chỉ có vinh quang, chết và phục sinh, chứ không chỉ có phục sinh. Anh chị em nhớ như vậy. Như vậy là chợt thứ hai chúng ta đã diễn bước xong. Giờ sang chợt thứ ba là chợt những cô bảo rằng là có một cái bóng nó cứ đi theo mình, cái vong hồn nào nó cứ đi theo mình. Thì nó cũng hai trường hợp. Chợt thứ nhất nó là vấn đề tâm lý. Những vấn đề tâm lý. Chúng ta nghe nhiều người nói về điều đó quá, và chúng ta có cảm giác như mình bị như vậy. Và nhất là khi đi gặp các thầy phán như vậy, thì chúng ta ghim trong suy nghĩ mình đúng quả tình mình như vậy. Nhưng trong thực tế không chắc như vậy. Điều đó gần như 100% là vấn đề tâm lý. Bây giờ những trường hợp không phải 100% hết, tức là một số nhỏ ít, thì là sao? Xin thưa ngay với anh chị em luôn, thì cái đó không phải là cái bóng ma của người chết, không phải như vậy, mà là quỷ. Quỷ cố tình đang muốn khùng hóa anh chị em, để biến anh chị em trở thành một cái người điên điên khùng khùng để nó sử dụng như kiểu thứ hai, hoặc là sẽ biến thành một con người thuần thục hơn như kiểu cơn cám dỗ Chúa Giêsu ở Matthew, là một tên cám dỗ chứ không phải là một con quỷ có sừng có răng nanh, không phải như vậy. Một người bình thường khôn ngoan, đẹp trai, đẹp gái, tỉnh táo, nhưng chuyên môn đẩy người ta đến tình trạng ác, đẩy người ta đến tình trạng tội lỗi. Và nói đến đây chúng ta thấy một cái xã hội vô thần mà chúng ta đang đối diện, đang sống mỗi ngày đó, có vẻ như đã bị ác thần điều khiển quá nhiều là như vậy. Bởi vì họ sẵn sàng làm điều ác, điều xấu. Mấy anh chị em Phật giáo Hòa Hảo, họ tổ chức lễ đản sanh của Đức Quỳnh Giáo Chủ, lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ vắng mặt, lễ khai đạo. Những người được nhà nước xúi đến gây rối, họ ra họ ngăn, họ bảo vệ cái lễ nghi của họ, không cho những người đó gây rối. Thì bảo họ chống người thi hành công vụ, bảo họ gây rối trật tự công cộng, và làm những bản án họ rất nặng nề. Và cái đó là cái bàn tay của quỷ, bàn tay của quỷ, chứ không phải bàn tay của công lý. Và nó làm cho cái xã hội của chúng ta có hô hào đủ thứ chuyện, như cứ càng ngày càng rớt xuống đáy, rớt xuống đáy. Ngay Lào với Campuchia mà bây giờ còn không cạnh tranh được nữa về mọi giá trị, thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta đang rơi vào tình trạng đất nước bị ác thần điều khiển. Thật là lớn, thật là lớn.
Và trong cái trường hợp này chúng ta có thể trừ tà bằng cách nào? Chúng ta chỉ có một cách duy nhất là phải trông thần khí của Đức Kitô phục sinh và tôn vinh Đức Giêsu Kitô phục sinh mà thôi. Thánh Phaolô bảo rằng chúng ta không phải đang chiến đấu. Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con. Lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối. Lời Chúa là tình nồng sưởi ấm tim con. Lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngàn thánh ơn. Kính chào anh chị em. Chúng ta bắt đầu câu chuyện tâm linh số thứ 3. Hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề tà linh. Một vấn đề mà đối với những người xem đời sống tâm linh là quan trọng thì đó là chuyện đương nhiên. Còn đối với những người bảo rằng cuộc sống con người của chúng ta vật chất là quan trọng nhất, vật chất quyết định ý thức, tức là vô thần, thì vấn đề tà linh đôi khi sẽ được chụp ngay một cái mũ, đó là mê tín dị đoan. Và như vậy thì sẽ đi đến hàng loạt những vấn đề bế tắc. Trong giáo lý Phật giáo chẳng hạn như vậy, thì như bữa đầu tiên đã nói về cái sống đạo sống đời đó, thì giáo lý Phật giáo thì dạy rằng mọi chúng sanh thì đều có Phật tánh, nên ngay ông trời thì cũng là một chúng sanh, thì như vậy cũng cần phải một cái tiến trình tiến hóa theo một cái cách sinh bình lão tử theo kiểu nào đó. Và ngạ quỷ, ma quỷ cũng vậy, một cách nào đó cũng là một chúng sanh. Sau khi sống ở cái kiếp này mình sống không đàng hoàng, sống không đạo đức, thì mình đầu thai sang một cái kiếp hết giun dế chuột cóc, là mình không nên ghép ai vào như thế là họ là ma quỷ. Điều đó đều hoàn toàn đúng. Chúng ta không ghép, và đặc biệt là chúng ta không bán con người thuộc đạo của Thiên Chúa cho ma quỷ. Nhưng chúng ta có thể nói có một số người đang bị ma quỷ thuần hóa, và họ thậm chí một cách nào đó họ đang được hưởng lợi từ ma quỷ. Và như vậy đó là chúng ta phải cứu họ thôi, chứ có bằng cách nào nếu họ không đồng ý để mình cứu. Chứ còn mình không tự nguyện bảo cái người đó thuộc về ma quỷ, không có. Ma quỷ thuần hóa họ, ma quỷ nhốt tù họ, ngoài ma quỷ dẫn mũi họ. Họ thì không biết ban đầu có tự nguyện hay không, nhưng bây giờ có vẻ như họ không muốn được cứu ra. Thì cái đó là trường hợp chúng ta không giúp được. Còn nếu họ muốn cứu thì chúng ta có thể giúp. Có một bạn chia sẻ, có những lúc mà mình bị rơi vào hoàn cảnh như thể bị quỷ nhập vậy đó, thì bạn đã nhận ra ngay là cái lúc đó mình phạm tội, mình xa Chúa, mà bạn đó đã đi xưng tội, đã bắt đầu quay về với Chúa, dành nhiều giờ hơn ở riêng với Chúa,
và bắt đầu Chúa làm cho người đó bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn trong chung quanh của mọi người. Và cái dấu ấn của ác thần, của quỷ á, nó không còn bên người đó nữa. Và đó là một cái kinh nghiệm đúng, đó là một kinh nghiệm đúng. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy, cần đi xin tội. Cách đây mấy hôm thì có một anh bảo rằng nhà anh trong một vài năm gần đây nó xáo trộn liên tục. Rồi đi coi thầy bảo rằng là ở dưới cái nền nhà đó là có những cái xác chết trước đây, cái cốt đó, nên bây giờ phải đào lên để mà mang đi chôn nơi khác. Còn nếu không thì là họ sẽ quấy phá hoài. Tôi ghi nhận rằng là trên một cái mảnh đất đã từng diễn ra chiến tranh thì có thể có những xác chết ở nơi đó là hợp lý. Tôi nghĩ rằng cái điều đó có thể. Nhưng nói rằng cái xác chết đó nổi lên chống lại làm cho gia đình lộn xộn thì tôi thấy không đúng. Sai, sai căn bản. Về giáo lý Công giáo lẫn giáo lý Phật giáo không đúng. Kể cả tín ngưỡng dân gian cũng không đúng. Nên tôi nghĩ rằng là có thể là điều đó có, nhưng không có phải là họ phá lối mình. Cái chính yếu là có thể do một cái quá trình làm ăn của mình, vì lợi ích kinh tế, vì địa vị xã hội, vì danh vọng, chúng ta đã gây nên tội quá nhiều. Tội ở đây đôi khi nó được mặc bằng một cái áo gọi là cái áo lợi ích. Chúng ta thấy mình đang được chia lợi mà tốt mà, mình đâu làm điều gì xấu đâu, mình đâu có giết người đâu. Nhưng mà nếu mình lần ra cái việc mà như thể rằng là đã chấp nhận cho nhập bao nhiêu thứ thuốc ung thư giả đó để hưởng lợi trên đó, để được chia lợi từ cái đó, thì có giết người không? Rõ ràng là giết người. Hoặc là nhập những cái hóa chất để trộn vào thức ăn gia súc để khiến cho con heo và bây giờ là cả con bò nữa, cả con chó nữa ăn để mau tăng ký, bất chấp mức độ tiêu độc của cơ thể cái loài động vật đó, để khi người ta ăn vào người ta nhiễm độc và mình hưởng lợi nhiều hơn gấp nhiều lần với một cái cách nuôi truyền thống, thì như vậy có phải là giết người không? Đó, đôi khi chúng ta không có can đảm để đối diện với cái sự thiện và cái ác trong đời sống của chúng ta. Nên cái nhà chúng ta đang bất ổn không phải là bởi vì dưới cái nền nhà có ma quỷ, không phải, mà bởi vì chính ma quỷ đang trong đời sống của chúng ta và nó đang điều khiển chúng ta, nó làm cho người này bị rối loạn, người kia rối loạn. Trong trường hợp như vậy đó, cái giải pháp đơn giản nhất là gì? Là cầu nguyện. Giải pháp đơn giản nhất là đi xin tội. Giải pháp đơn giản nhất là bắt đầu chấp nhận, hy sinh cái lợi ích kinh tế, địa vị xã hội để bắt đầu trở về cái lẽ thật, để sống cái lẽ công chính, thì vấn đề nó sẽ hết. Còn nếu chúng ta cảm thấy là như vậy thì mình quá nghèo, như vậy thì mình quá ngu ngơ và cứ giữ như vậy, thì như vậy thì ma quỷ nó sẽ có cơ hội tấn công, ác thần nó có cơ hội tấn công thôi. Không thể ấy được. Bây giờ có lẽ chúng ta dành vài phút để chúng ta cầu nguyện một chút xíu nha. Chúng ta cầu nguyện với nhau một chút xíu, bởi vì cũng đã trễ rồi, đã hơn 10 giờ rồi. Anh chị em chắc cũng mệt. Ngày hôm nay thì tôi cũng chạy xô buổi chiều và đêm hôm qua thì từ Đắk Nông đi về lại Sài Gòn sáng sớm nay với những công việc phải làm trong tình trạng vừa làm vừa buồn ngủ.
chiều nay thì giúp anh chị em giao hòa với Chúa cũng khá đông, có lẽ là đến Tết nên anh chị em đến đông, rồi làm lễ chiều, rồi dạy giáo lý và chia sẻ với anh chị em, coi như là cũng liên tục nhưng mà cũng rất là vui, bởi vì anh chị em chia sẻ niềm vui và chia sẻ niềm tin với nhau đó, nên mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Bây giờ chúng ta cầu nguyện với nhau để chúng ta nghỉ ngơi đêm nay nha. Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con cảm tạ Cha vì Cha cho chúng con một ngày sống an vui, một ngày sống mà trong cơ thể chúng con như thể rất là mệt nhưng mà lại làm được rất là nhiều việc. Con cảm ơn Cha, đặc biệt hơn cả là Cha ban Đức Giêsu Kitô cho chúng con để chúng con có được cắt thức, có được phương thế loại trừ tà linh ác thần ra khỏi cuộc đời chúng con. Con chúc tụng ngợi khen Cha. Lạy Cha, giờ đây chúng con biết rằng chúng con vẫn còn bị những ham muốn tự lo cho mình, và trong quá trình tự lo đó chúng con đã làm cho nhiều người đau khổ và tự thân đó là tội. Ác thần lợi dụng điều đó để đang điều khiển chúng con. Về đây xin Cha loại trừ ác thần ra khỏi con, ra khỏi từng anh chị em đang có mặt online với chúng con giờ này. Xin nhân danh Đức Giêsu Kitô đứng cứu độ con và cứu độ nhân loại này, loại trừ tất cả mọi kế hoạch của ác thần để trao trả lại con người lành mạnh, con người yêu thương, con người trong quyền năng mà Đức Chúa Trời đã muốn khi Ngài dựng nên. Con chúc tụng ngợi khen Cha của Đức Giêsu Kitô cũng là Cha của con. Con chúc tụng ngợi khen Cha của các anh chị em lương dân đang nghiệp thông của chúng con trong giờ này. Xin chạm đến những đau đớn có thể do vô tình trong câu chuyện này của chúng con đã vô tình gọi tên khiến anh chị em con cảm thấy mặc cảm. Xin Cha chữa lành và giải thoát. Xin Cha ban bình an. Xin Cha cho họ trở thành những con người lành mạnh trong tình yêu, để chính họ sẽ cộng tác với chúng con phục vụ thế giới này, phục vụ nhân loại này. Con cảm ơn Cha đến muôn đời. Amen. Lời Chúa.